Vào không gian kỳ trà cát tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, khách yêu trà được cảm nhận ngay sự bình an, thư thái trong vẻ đẹp hài hòa của kiến trúc, ánh sáng, âm nhạc và trong hương trà quyến rũ lan tỏa xung quanh. Kỳ trà quán ra đời với một mong đợi rằng đây là một điểm thu hút nhiều người đến đây để thưởng trà, để cảm nhận được văn hóa lâu đời của người Việt được giữ lại tại đây. Đến kỳ trà cát, khách còn được tìm hiểu về văn hóa trà Việt qua những trà cụ được bày trí đẹp mắt ngay trong không gian thưởng trà mà chủ nhân đã dành nhiều năm sưu tầm, giúp người uống trà có thêm cảm xúc về những tinh hoa của mỹ thuật trà truyền thống. Cái không gian này mang đậm cái bản sắc văn hóa của Việt Nam chúng ta. Qua lời giới thiệu của ông Nguyễn Hữu Hồng Kỳ, chủ của kỳ trà cát, thì tôi cũng được cung cấp ra thêm rất là nhiều thông tin về văn hóa thưởng thức trà của người phương Đông chúng ta. Ở góc độ của một doanh nghiệp, ở góc độ của một cá nhân, nhưng anh Nguyễn Hữu Hồng Kỳ cũng đã tạo ra một cái thiết chế văn hóa để mọi người cũng có thể cùng thưởng thức. Tôi nghĩ rằng đây là một cái việc làm hết sức là ý nghĩa. Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Wikaramudithapong đã tham dự buổi giao lưu tìm hiểu nghệ thuật trà truyền thống Việt Nam tại kỳ trà cát. Đây là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức tại không gian này. Năm nay là cái năm đặc biệt, 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nay là cộng đồng ASEAN. Và cái năm này thì bà Tổng lãnh sự Thái Lan cũng vừa mới nhận nhiệm vụ thôi, Tổng lãnh sự. Thì lại là mình lấy cái ý tứ là chén trà là đầu câu chuyện, để là mời bạn là đến nhà để giao lưu, để làm có cái sự là tìm hiểu hơn về cái văn hóa của người Việt. Kỳ trà cát không chỉ là không gian thưởng trà, khách đến đây còn được thưởng thức hương vị của cuộc sống nội tâm, tự nhận ra những điều quý báu trong một tinh thần tĩnh tại an nhiên. Chúng ta tâm tự bình thì thế giới bình, tâm an thì thế giới an. Khi chúng ta uống một tách trà, chúng ta sẽ cảm thấy rằng sự bình an bên cạnh chúng ta để thoát đi những cái mà mệt mỏi của đời thường, cơm áo gạo thì chúng ta tỉnh lại một chút xíu để chúng ta cảm thấy sự bình an. Trong không gian kỳ trà cát, nghệ thuật điêu khắc gỗ truyền thống Việt Nam được giới thiệu đến những vị khách quý tham dự tiệc trà, cũng là để quảng bá nghệ thuật thủ công có lịch sử lâu đời của đất nước đã làm đẹp hơn cho kiến trúc đương đại. Chủ nhân kỳ trà cát, doanh nhân Nguyễn Hữu Hồng Kỳ luôn đón chào khách yêu trà mến tượng đến không gian này để cùng cảm nhận vẻ đẹp mang đậm hồn Việt thân thương.